trên bờ bờ tình ấy chú luôn cần một ca dưới em anh là người yêu đẹp xinh. Ta có nhau nơi biển đảo còn mãi ca như mình luôn nếu nhau vẫn cùng điều ngắm đá đa. Chị mới bè hả? Giỏi ngập chị. Này không phải Lâm Lâm Ba Đa chứ chị. Cái này là Lâm Ba gì vậy đó, chị hiểu không? Cứ giống như nó kỳ đó thôi. Lâm Ba Đê. Khỏi bà. Lâm Ba Đê chẳng cách nào chị chửi chị lộ là Lâm Quốc Khải tôi đê. Trời ơi. Đúng không? Chị không có ý gì chứ. Mày đó, mày mới là con tô đậm vấn đề đó. Mà Lâm BD là nhiều người lắm chứ không phải tao. Không phải, nhưng mà thật sự Lâm Quốc Khải BD là cả nước đều biết, chứ không phải là nhờ Hương Quả nói mà người ta biết cái gì. Bởi nay nhìn kỹ á, Lâm Quốc Khải giống mày còn cánh cây đèn trong khi bà Thiên. Tôi không tin bà nữa, tôi tin bà tôi mệt quá. Cái chuyện đúng không anh Trương Bánh Chế? Ủa tự nhiên cái ông Bạch Cốt Tinh này nó nhập tới tôi luôn trời. Còn phép viết công chúa, chú công chúa này tôi nghe nói từ trần lúc 35 tuổi á mà. Con này duyên vậy bà. Phép viết công chúa nè. Trời ơi, nè con này bước ra đây. Con này xe tăng. Không, con này cái mặt nó như con cá chê trắng vậy á. Không nghe cái mỏ kỹ thì giống Mua Mà Dương. Mua Mà Dương không? Ê, nó nghe nè, ra đây cậu, lại đấy, lẹ lên cái đấy, cốt cái mà cho mình nói nè. Đây là đóng vai lúc mà con trâu biến hình nè. Không. Khù quá chị, nguyên một cái bộ phim. Còn chị xin tự giới thiệu chị là Bạch Cúc. Trời ơi, chị Bạch Cúc thôi chứ không có tin, hiểu không? Chị là Cúc Hoa. Chị thèm ăn thịt trai. Trời ơi, ok nha. Đó. Ghê quá thiệt tình luôn á. Nãy đá qua cái vụ mà là Lâm BD đó, hiểu không? Nói là tao biết BD từ xưa cái gì. Dạ người đó, ai người ta chào chị á. Số chị đây, anh xuất hiện đây, số chị đang đi mệt mỏi lắm. Lái nha. Số chị đây. Hồi nãy giờ mình đặt tiền lâu chưa chị? Nãy giờ mình đặt tiền lâu chưa? Lâu rồi. Lâu đúng không? Tôi đã làm tiền được nhắm mắt nên bây giờ tôi quay với người thôi. Đẹp quá. Chị Lộ ơi, em kiếm được chi phí 800 rồi nè. Alo. 2, 4, 6, 8, 4 người, mỗi người 200. Cảm ơn em. Mọi người nghỉ ngang vậy đó hai em. Thì đó, ai nghỉ ngang chỉ trừ 200 mà. Mỗi người trừ 500. Yeah. Ôi chị, là được tới 2 triệu lận. Đúng rồi. Em được nhiêu? Không có ngàn nào hết trơn. Câu giờ trừ 200. Vậy mấy chị làm ơi. Làm diễn mày câu giờ cho nó ngưng lại chứ gì. Lỡ câu mình câu tiếp đi em. Câu hả? Câu không? Số gì đây? Số gì đi cho nó xuất gì đi? Số gì đi cho nó xuất gì đây? Số gì đây? Chị em hỏi ở đây IBD chứ không có gì ở đây. IBD IBD giơ tay lên. IBD giơ tay lên. IBD giơ tay lên nào. IBD giơ tay lên cao. Tôi BD giơ tay lên nào. MCBT go out. IBD giơ tay lên nào. IBD giơ tay lên cao. Tôi BD thì có sao đâu nào. LGBT hú hô 54 54, thấy chưa? Hỏi cái đề rồi gái ở dưới chân tay một tháp. Ôi ơi, biết gì đây con, biết gì đây con, nắng mắt con, biết gì đây con, biết gì đây. Đừng nhìn quan anh kiếm chém vô trên tình cảm thôi. Số gì đây, trong căn nhà ma, trong căn nhà ma, trong căn nhà ma.
đi rồi nó nói chuyện. Nó ổn đi. Sao nó cứ cái này là từ tuần trước đó quý vị, ảnh hưởng hậu quả rất nặng nề. Một câu hát mà gọi là trong kinh điển trong Lô Tô luôn mà nó không nhớ. Chị coi thời sự hùa F0 bị mất trí nhớ giờ chị mới tin á. Không quý vị, bây giờ là mất trí nhớ nhưng mà mình vẫn hồi phục trí nhớ được. Mọi người hãy tin Quyền, hãy đến với Quyền Ginko 600 ngàn đồng một chai quý vị nha. Má tiếp thị luôn ghê thật sự. Là Kim Quyền tận dụng thời gian mọi lúc mọi nơi mà quảng cáo là... Mà quan trọng bà bán dẫn ấy. Và đặc biệt bộ não của Quyền bán nhập khẩu bay từ Mỹ về 600 ngàn đồng một chai. Quý vị có cần ủng hộ cho Quyền nha. Cảm ơn tất cả quý vị, một ngày dùng 2 viên hết liền. Má chưa có... Má có đóng thế không? Thị trường vô hốt má nó quảng cáo. Không, chị, cái này phải rõ ràng. Cái này là có quyền chứng nhận đàng hoàng của đứa quý vị. Bà ngoại em lúc đương thời còn sống đứa quý vị. Là bà ngoại em có dùng thuốc của chị Quyền bán 3 tháng đầu bà ngoại em nhớ cực kỳ rõ đấy. Ok quý vị, đã 3 tháng là có hiệu quả quý vị nha. Cảm ơn các tuần rất là nhiều. Cảm ơn các tên, hát tiếp đi quả. Tới tháng thứ tư bà ngoại mất trí nhớ. Tự nhiên mà bữa đó ba mẹ cũng dùng đó. Sao mình nói trời sao thuốc chị kỳ ta uống chung. Dạ, bình thường không có quý vị nha. Lộ em nói một câu công bằng đi. Lộ em mới mua đó, em mới mua nè. Mua cho ba mẹ nè. Ba mẹ nè. Em mua cho ba mẹ. Mà giờ ba mẹ em quên số điện thoại luôn rồi. 3 tháng nữa bà Lộ chạy chiếc xe hơi về tới quê thắng xe cái gần lại mở cửa nhà. Ba má bà Lộ nhận ra bà Lộ tôi là con mà. Bữa chị Quyền đi tiêm vaccine mà ta tiêm lộn vitamin C. Bây giờ chỉ là nhảy nhờ, nhưng nhảy quá trời quá đất à. Chị nói cái gì vui quá vậy? Alo. Alo. Mất trí tôi. Alo. Mất trí tôi rồi. Trời đất ơi, alo. Mất trí rồi. Mới chích phép cầu về cái đợt quý vị. Người dịch tả cảm cũng mới chích cái đợt này một mũi nè. Hai mũi nè. Trời đất ơi. Có ai mà chích bút một lần hai mũi hai bên như bà? Em phải chích em diện tiêm ngừa đàng hoàng. Em chính xác phải đăng ký mới có được chích nha. Thường mấy người chích nhờ kỹ người ta chết nguyên nhân người ta khác nha. Không thể bệnh. Em kể gì mà ngớp được. Em kể chị nghe. Nói nghe. Là cũng có vụ chích phế cầu nè. Bữa hôm bà Lộ chích mới có tuần lễ rồi đi bia ôm đó. Em không biết là nó phế cái gì mà sao nó hay quá. Không, Lộ thì khác, Lộ thì chưa có chuyển. Nhưng mà Quyền chứ sao có chuyển rồi thì nó lại khác. Ủa, rồi ai dạy tôi cái thủ thuật này nọ năm kia. Mà bà đó là chuyển rồi. Thôi mẹ đi vô đi mẹ, bỏ đi mẹ. Giao gì mẹ em vô chị. Chữ lỗ nó đi rồi chả đi vô chạm đi đứng vô cho ta đi vô đi chả cho con bé không mới vừa hết bệnh rồi đi vô đi rồi đi ra lại nè đi ra lại nè mẹ mẹ ơi con mẹ chứ mẹ con phải trả lời má cảm xúc vô nè anh chuẩn bị nha rồi chưa lại mẹ con đóng nè cha mẹ 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 con gái của mẹ mẹ ơi vẫn gái hát gì mà chua lè hát gì hát mà chua lè sao mà nổi cảm xúc vô nè mẹ ơi phận gái mượn tại vì con mới dạy thầy cô vô nè gái vô hát cái liên mới đăng ký nè mới đăng ký nè cảm nhận thầy cô đem hát ok đúng không mà nó không phải khen nha nè khen nè giống con gái nha đó nhớ mẹ mày đâu đó nhớ mẹ mày đâu ủa mẹ mày tên tao quýnh nào mày tên tao quýnh mày có tên tư chị mẹ đó hả mẹ nuôi trời ơi trời ơi cả đòn nè ai không biết mà tự nhiên em vô sao đúng không em vô sao bây giờ em biết chưa em tưởng đâu tình hương đó giờ tình hương chú cháu không có tới tôi thương thật với quý vị là trước khi mà kêu bằng mẹ là đó cho mình cha con không mà ừ rồi vô nè mẹ ơi phận cái không chơi cơ luôn tôi tức chứ cái người ta dạy em cô mà tự nhiên tắt em cô khi nào người ta nói chuyện người ta tắt em cô rồi em đi ra này một lời là mất nhà dễ sợ chứ em đi rồi mẹ ơi phận gái mười hai bên nước biết bên nào trong biết sông nào đúng biết rồi hay mai một ngày có mày nghe nãy giờ cái giọng mày giống con gái như con chó mà mày vẫn cố tìm con gái ở bên kia tao bị ca là một câu giọng cổ khó khăn quá chị Suga chẳng có chẳng đi dẫn con gái đi mà chị dẫn theo con lợn nhưng mà
chuyện thế nhỉ? Wow. Cái chữ em đó bé Tư, cái chỗ mẹ con ta đang tâm sự tự nhiên chắc con heo giống như là hai mẹ con đang cho heo ăn vậy đó. Trời ơi, con heo bị thần kinh, nằm 19. Kêu số mà người ta không biết đường, người ta dứt nhạc luôn. Tôi nể bà thiệt các bạn ơi. Rồi, kính thưa quý vị, ở trong đời này chúng ta có 1, 2, 3 chữ nhân may mắn đầu giải. Và lời đặc biệt xin mời một khán giả bất kỳ bước lên kiểm tra lại em xin tặng.